Những lựa chọn ở bên ngoài có thể giới hạn, nhưng những câu chuyện mà chúng ta chọn kể cho tâm trí thì vô hạn. Xin chào và đây là book review bài về là Thông thường thì mình sẽ làm video review sách hay cho 6 tháng đầu năm Nhưng năm nay mình muốn thử một cái hình thức mới Mỗi cuốn sách trong 15 cuốn sách này mình sẽ chọn ra một hoặc là hai bài học thú vị hay để mà chia sẻ với các bạn. Hy vọng là sau video này bạn sẽ tìm thấy được những cuốn sách tiếp theo để đọc cho 6 tháng còn lại của năm 2024. Trước khi bắt đầu vào cái phần marathon ngập tràn những bài học thì mình xin được thông báo là tụi mình đang có chương trình tặng ưu đãi 40% và quà tặng cho 30 khóa học ở trường lên.com nhân dịp trường vui lên lên 6 tuổi. Những khóa học rất là thú vị về thấu hiểu và phát triển bản thân đang chờ các bạn khám phá. Ai thích đọc sách thì cũng có thể cân nhắc khóa kỹ năng đọc sách để mà nghe thêm mình chia sẻ những cái bí quyết về đọc sách các bạn nha Chúng ta sẽ bắt đầu với 7 hạnh phúc càng tìm cách tránh né những cái cảm xúc khó khăn những cái suy nghĩ tiêu cực thì chúng ta lại càng mắc kẹt trong cái vòng xoáy của sự nghi ngờ chỉ trích bản thân chúng ta cần đi ngược lại với bản năng của mình bằng cách học cách chấp nhận những cái cảm xúc chấp nhận những cái suy nghĩ đây là một kỹ năng vô cùng quan trọng khiến chúng ta có thể hạnh phúc nhưng lại ít khi được nhắc tới hạnh phúc không phải là một cái trạng thái mặc định của con người mà nó cũng như nhiều cái trạng thái cảm xúc khác có điều kiện thì nó sẽ xuất hiện hết điều kiện thì nó sẽ biến mất nó đến và đi chứ không phải là nó luôn ở lại và để tạo ra nó thì bạn cần kỹ năng, sự hiểu biết đúng đắn chứ không phải là dựa vào may rủi hay là số phận. Sẽ không có cái gọi là cuộc sống hạnh phúc mà là cuộc sống với những khoảnh khắc hạnh phúc đang xen cùng những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Bạn hoàn toàn ổn và bình thường nếu cái giai đoạn này, giai đoạn kia bạn không cảm thấy hạnh phúc vì như vậy mới là bản chất của hạnh phúc. Tiếp theo, thói quen nguyên tử. Bạn hoàn toàn có thể tạo ra thói quen mới và xóa bỏ thói quen cũ khi bạn bắt đầu biến những thói quen trở nên rõ ràng thay vì mơ hồ, hấp dẫn thay vì kém hấp dẫn, dễ dàng thay vì khó khăn, cảm giác thỏa mãn thay vì sự khó chịu. Kỹ năng thay đổi thói quen là kỹ năng mà ai cũng nên có để có thể thiết kế được cuộc sống mà chúng ta mong muốn các bạn. Khi mà hơn 40% hành vi hàng ngày của chúng ta là thói quen, chúng ta hoàn toàn có thể chủ động tạo ra những thói quen lành mạnh với việc ăn uống, với việc làm việc nghỉ ngơi để rồi chúng ta có một cái cuộc sống mà mà chúng ta được giúp sức bởi những thói quen tốt chứ không phải là bị chi phối bởi những thói quen xấu gây cản trở. Những cái sự thay đổi nhỏ đều đặn là thứ mà chúng ta có thể kiểm soát. Nó sẽ giúp cho bạn tiến gần tới cuộc sống mà bạn mong muốn thay vì chờ đợi những bước ngoặt hoặc là những thành công lớn sau một đêm điều mà bạn gần như không thể nào kiểm soát được. Thứ ba, một cuốn sách với cái tên gọi rất là ấn tượng, giải trí đến chết. Phương tiện truyền thông ảnh hưởng lớn tới cách mà chúng ta tiêu thụ thông tin, sử dụng những cái phương tiện in ấn như là đọc sách, khiến cho quá trình tư duy của chúng ta trở nên tập trung thay vì gián đoạn bởi quảng cáo, thuật toán từ truyền hình, từ internet. Đọc sách giúp chúng ta có thể hiểu được bối cảnh của vấn đề, thấy được quy trình lập luận của tác giả thay vì những cái hội thoại không đầu không cuối, với mục đích duy nhất là lấy được sự chú ý của chúng ta càng lâu càng tốt của những cái phương tiện truyền thông hiện đại. Việc lựa chọn phương tiện để mà học hành giao tiếp là rất quan trọng nếu chúng ta không muốn bị lạc vào cái ma trận của thế giới giải trí và dần quên luôn đó là điều thật sự quan trọng mà chúng ta nên quan tâm. Giải trí nó nên là một phần nhỏ của cuộc sống để giúp chúng ta thả lỏng sau những cái căng thẳng hơn là ưu tiên hàng đầu để rồi chúng ta dần khó tiếp thu những cái thông tin nghiêm túc nhiều chiều sâu. Tiếp theo là một cuốn sách rất là hài hước nhưng cũng rất là cảm động. Bruce Mary đã ở đây. Nếu có khả năng hiện diện bằng cách lắng nghe, đồng cảm và chấp nhận, chúng ta có thể tạo ra những kết nối an toàn, không gian ấm áp để người thân của chúng ta được là chính họ. Hoặc họ cũng có thể trở nên vô hình lạc mất bản thân và luôn phải làm hại lòng người khác như cách mà Pris Mary đã sống trong gần 60 năm cuộc đời sau một thời gian dài đi tìm sự công nhận thì bà mới có thể bắt đầu sống vì chính mình chăm sóc cho nhu cầu của chính mình có rất là nhiều cách để hủy hoại một mối quan hệ nhưng cách để tạo ra những kết nối sâu sắc thì chỉ giới hạn trong một vài điều như là sự hiện diện quan tâm và thấu hiểu nuôi dưỡng mối quan hệ cũng giống như cái việc chúng ta trồng cây vậy các bạn cần có sự đều đặn đồng hành mỗi ngày Chứ không cần phải bón thật là nhiều phân mang cho họ thật là nhiều vật chất tiện nghi nhưng là không chủ động để mà trân để mà thấy được cái sự hiện diện của họ. Rất nhiều người thân của chúng ta vẫn đang ở đây và bằng cách này cách khác vẫn muốn nhận được sự quan tâm chân thành của chúng ta. Tiếp đến là một cuốn sách hay về đề tài chữa lành chữa lành những sang chấn tuổi thơ. Chúng ta không cần quá nhiều mối quan hệ chất lượng đâu các bạn. Chỉ cần một vài mối quan hệ an toàn là cái quá trình chữa lành nó đã có thể diễn ra. Hiểu được điều này tạo ra một cái mục tiêu mới cho người đọc đó là thay vì phải tìm mọi cách để mà thay đổi người khác thì việc chúng ta có thể ngồi yên với cảm xúc của bản thân, chấp nhận được người khác, tạo ra không gian để người khác được là chính họ đã là một cái món quà vô giá mà chúng ta trao đi để đồng hành với hành trình chữa lành của những người mà chúng ta quan tâm. Lúc này thì trách nhiệm của những người lớn trưởng thành không phải chỉ chăm chăm vào việc kiếm tiền hay là tìm kiếm hạnh phúc để thỏa mãn cá nhân, mà còn ở cái khả năng tạo ra điểm tựa không gian an toàn cho những người mà họ sẽ chịu trách nhiệm. Cái gì đã xảy ra thì nó sẽ để lại dấu vết. Đang diễn ra thì nó sẽ biểu hiện. Tuổi thơ giải thích được rất nhiều về những khó khăn mà chúng ta đang phải đối diện với hình hài của một cái người trưởng thành. Bài học về sự tập trung với Stolen Focus. Khi đã quen với sự gián đoạn từ những yếu tố bên ngoài như là mạng xã hội, smartphone, tiếng ồn, thì dù cho khi những yếu tố đó nó không còn nữa, chúng ta vẫn biết cách để tự làm mình sao nhãn, mất tập trung. Chúng ta lay hoay và không biết phải làm gì với sự chú ý của bản thân khi những kích thích hấp dẫn đã không còn. Ban đầu thì chúng ta bị đánh cắp sự chú ý và bây giờ thì chúng ta sẵn lòng để người khác sử dụng nó. Vì chúng ta có thể cũng chẳng biết phải chú ý vào đâu khi đã quá quen với sự sao nhãn, quá quen với những kích thích được tạo ra từ thế giới bên ngoài. Sự chú ý của bản thân nên là một tài sản mà chúng ta cần phải có ý thức bảo vệ để có thể tập trung và hiện thực hóa được những mục tiêu mà chúng ta mong muốn. Cuộc chiến rõ ràng là không cân sức khi mà mỗi cá nhân phải vận dụng được ý chí của bản thân, chiến lược phù hợp để chống lại những cái thuật toán có tính thao túng. Được nghiên cứu bởi những cái bộ óc thiên tài với mục tiêu duy nhất là lấy được sự chú ý của chúng ta. Cuốn sách này phụ nữ vô hình sẽ thay đổi cách mà chúng ta nhìn về phụ nữ. Phụ nữ phải chịu nhiều bất công hơn mình và bạn vẫn tưởng bất công xuất hiện ở gia đình khi họ phải làm nhiều việc nhà hơn và không được ghi nhận thấu đáo ít thời gian để chăm sóc cho bản thân hơn nhưng lại phải coi đó là một cái điều hiển nhiên bất công ở nơi làm việc khi quá trình thăng tiến trắc trở hơn môi trường làm việc thiếu cái sự hỗ trợ họ có nhiều điều để phải cân nhắc đắn đo chi phí cơ hội phải trả so với nam giới một bữa tiệc sau giờ làm có thể là quyền lợi của đàn ông nhưng nó lại là một sự đánh đổi với nữ giới vì họ phải cân nhắc kỹ lưỡng việc chăm con làm việc nhà và nhiều công việc không tên khác đang chờ họ bất công còn xuất hiện khi họ sử dụng phương tiện giao thông công cộng nhà vệ sinh công cộng nơi mà đáng lẽ phải giúp họ trải nghiệm cuộc sống dễ dàng hơn nhưng lại vô hình tạo thêm cho họ những sự căng thẳng lo lắng về sự an toàn của bản thân phụ nữ vô hình vì ta không nhìn thấy họ hay ta không muốn nhìn thấy họ hay thậm chí là cả hai Bây giờ chúng ta sẽ tới với một cuốn sách với cái bìa rất là ấn tượng, Dopamine Nation. Bên trong chúng ta có một cái cơ chế gọi là cán cân lạc thú nội đau. Cái cán cân này nó luôn muốn ở cái trạng thái cân bằng. Điều này khiến cái việc mà chúng ta quá đắm chìm vào những cái trải nghiệm mang lại nguồn dopamine cao như là thức ăn nhanh, phim ảnh giải trí, tin tức mạng xã hội thì chúng ta sẽ gặp khó khăn để mà tận hưởng những cái niềm vui bình dị như là đi bộ, đọc sách, trò chuyện với người thân. Không ngẫu nhiên mà giờ đây chúng ta dễ cảm thấy buồn chán và phải liên tục tìm tới với những kích thích mạnh để rồi khó có thể yên ổn với cái trạng thái bình thường. Đời là bể khổ, trong khổ có sướng, mà trong sướng cũng có khổ. Khổ trước sướng sau, khổ rồi sẽ sướng, nhưng sướng nó cũng tạo ra khổ. Sướng khổ được giải thích với góc độ thần kinh, giúp chúng ta có một cái nhìn khách quan, một điểm tựa vững vàng để từng bước chấp nhận những cái hiện thực của cuộc sống và dần lấy lại cái năng lực tận hưởng những cái điều bình dị. Từng bước chậm lại và không còn chạy theo vòng xoáy đi xuống của những kích thích với dopamine cao. Một cuốn sách ngắn nhưng mà đầy sức mạnh của chuột và người. Hãy tập thái độ biết ơn với những gì mà chúng ta đang có với thời đại của mình. Đừng coi mọi thứ là hiển nhiên các bạn. Vì chỉ mới vài chục năm trước thôi, việc có cái ăn mỗi ngày, có nơi để ở, có một người để yêu thương bảo vệ vẫn là một sự xa xỉ với rất rất nhiều người. Đó vừa là giấc mơ, vừa là sự tuyệt vọng, vừa là hy vọng nhỏ nhoi, vừa là sự giễu cợt của những thực tế nghiệt ngã. Cái lối sống biết ơn nên có mặt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ngay lúc này đây chứ không phải để đến lúc chúng ta sắp mất đi những điều quý giá rồi mới bắt đầu học cách trân trọng và biết ơn. Chúng ta thường tin rằng nỗ lực và chăm chỉ sẽ thành công, nhưng sẽ thế nào nếu bạn không được phép nỗ lực? Bạn có từng nghĩ rằng sự nỗ lực của bản thân vẫn phải phụ thuộc vào người khác ở thời điểm này không? Thật là may mắn vì trong cái thời đại này, chúng ta được quyền nỗ lực và nhận lại những thứ xứng đáng từ công sức mà chúng ta bỏ ra. Tiếp đến là một cuốn sách với nhiều cái sự hy vọng, nhân loại. Cái bản năng tìm kiếm điều tiêu cực khiến chúng ta dễ dàng bị thao túng bởi những thông điệp của truyền thông của mạng xã hội. Ta dễ có cái xu hướng quan tâm, chú ý và bị tác động mạnh bởi những điều tiêu cực hơn là điều tích cực. Chả trách mà những cái thông tin giật gân, trauma lại hấp dẫn hơn. Những cái câu chuyện về người tốt việc tốt, sáng kiến thay đổi hay là những đóng góp cho cộng đồng. Chưa kể là cái việc quá tin tưởng vào những cái trải nghiệm sẵn có của bản thân, heuristic availability. Chúng ta dần hình thành định kiến sai lệch về chính bản thân loài người và thế giới mà chúng ta đang sinh sống. Những niềm tin cố hữu về cái tính ác, sự xấu xa của con người sẽ rất khó để thay đổi nếu chúng ta vẫn mỗi ngày tiếp nhận những cái tin tức bất tận từ truyền thông, từ internet. Con người chúng ta tốt hơn nhiều so với những cái sợ hãi mà chúng ta được liên tục bơm vào đầu khi mà chúng ta lớn lên con người cũng không xấu xa tột độ khi phải đối diện với những cái nghịch cảnh những cái giây phút của sự sinh tồn bạn có sẵn lòng đi một cái hành trình để được thuyết phục về tính thiện của con người không nhân loại sẽ cho bạn câu trả lời nếu mà câu trả lời đó chưa thuyết phục thì hãy đọc sự lựa chọn dù trong những điều kiện tâm tối và khốn khổ nhất của kiếp người chúng ta vẫn có thể lựa chọn được những cái hành vi của mình suy nghĩ của mình niềm tin của mình và giá trị của mình càng có sự tự do trong tâm trí thì chúng ta càng có thể đối diện được với những cái sự thật phủ phàng khắc nghiệt tưởng chừng có thể đánh gục bất kỳ người nào những lựa chọn ở bên ngoài có thể giới hạn nhưng những câu chuyện mà chúng ta chọn kể cho tâm trí thì vô hạn đau khổ tổn thương nghịch cảnh là một cái phần tất yếu khi chúng ta làm người chúng ta có thể chọn độ lỗi than vãn trách móc nhưng sau đó vẫn có thể lựa chọn từ bỏ cái vai trò nạn nhân chọn tiếp tục hy vọng chọn đứng dậy và chọn cách sống cho mình cuộc sống này thì luôn đầy rẫy những cái bất ngờ khó khăn và vô định chúng ta không thể kiểm soát được hành vi của người khác biến số sẽ ập tới nhưng sự lựa chọn sẽ luôn là người bạn đồng hành mà chúng ta có thể tìm tới bất kỳ lúc nào bạn có thích chạy bộ không nếu mà có thì khả năng là bạn sẽ thích sinh ra để chạy chạy bộ là một cái hành động tạo ra sự kết nối sâu sắc giữa thân và tâm của chúng ta sự đều đặn có thể khiến một số người cảm thấy nhàm chán nhưng lại có thể khiến nhiều người cảm thấy đó chính là giây phút hiếm hoi họ kết nối được với bản thân. Giây phút họ có thể thấy bản thân nhỏ bé và tận hưởng những cái khung cảnh tuyệt vời từ thiên nhiên trên mỗi bước chạy. Chạy bộ đường dài là một cái cuộc đối thoại nội tâm không ngừng nghỉ với chính bản thân của người chạy. Dù có chạy một mình hay chạy với nhiều người khác, sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ phải quay về bên trong để nhận ra rằng bản thân vừa có thể là người đồng hành tuyệt vời nhưng cũng có thể là kẻ thù vĩ đại nhất mà chúng ta cần phải dành rất nhiều thời gian để có thể thấu hiểu để rồi một ngày nào đó vượt lên những cái phần bản năng trong chúng ta. Chúng ta chạy để sống, chạy để nhìn lại những điều quan trọng với bản thân của mỗi người và chạy để mà tìm thấy món hàng quý giá nhất. Tình yêu thương có đủ sức mạnh để khiến con người ta can đảm, dám làm lại và thậm chí là hy sinh những điều mà bản thân từng xem là quý giá nhất. Tình yêu thương có thể thắp sáng những cái đêm tối lạnh lẽo và khiến chúng ta cảm nhận rõ nét sự hiện diện của bản thân. Ở thế giới này vẫn còn có ý nghĩa với một ai đó ngoài kia. Tình yêu tạo ra hy vọng và hy vọng khiến chúng ta vẫn tin rằng tình yêu của chúng ta rồi cũng sẽ được hồi đáp, rằng chúng ta vẫn còn một điều quý giá để mà chờ đợi thậm chí là hy sinh. Món hàng quý giá nhất cho mình biết rằng tình yêu là suối nguồn cho những tâm hồn cằn cỗi tưởng chừng đã vô vọng và chực chờ từ bỏ cái thế giới này nhưng mà ai có thể ngờ được trong cái giai đoạn tan thương nhất của lịch sử nhân loại vẫn có những cái đốm sáng ấm áp sự ấm một vài trái tim tiếp tục với chủ đề hạnh phúc đó là đi tìm hạnh phúc nhiều người nghĩ rằng hạnh phúc là đích đến là đạt được tiền bạc mối quan hệ địa vị và sự ổn định chuyện đó đúng một phần nhiều người khác nghĩ rằng hạnh phúc là tận hưởng con đường góc nhìn này nó cũng đúng một phần thật ra thì cả con đường và đích đến đều quan trọng để ta có thể Thể hạnh phúc. Vì như vậy thì chúng ta mới có thể hạnh phúc trên con đường và hạnh phúc ở cả cái đích đến. Hiểu biết về hạnh phúc của chúng ta thường nông cạn, rập khuôn từ những nguồn như là phim ảnh, truyền thông, truyền thống. Những cái hiểu như vậy thường nó khá là mơ hồ và đương nhiên là chúng ta khó đạt tới được cái thấy sâu sắc về hạnh phúc. Chúng ta khao khát đạt tới hạnh phúc nhưng lại không hiểu được bản chất của hạnh phúc. Quả là một cái nghịch lý. Hâm hở lao vào cuộc sống với những cái hiểu biết sai lệch về thứ mà chúng ta sẽ có được ở cả chặng đường và cuối hành trình. Ai cũng sẽ cần những cuộc hội thoại có chiều sâu, có tính đa chiều của hạnh phúc về bản chất của hạnh phúc để có thể cảm nhận thấy được hạnh phúc ở giây phút hiện tại hành trình triết học của đi tìm hạnh phúc sẽ cho bạn những điều này và cuối cùng lên tàu cùng Socrates một cuốn sách triết học khác một cuộc đời đáng sống là một cuộc đời đáng suy ngẫm thế giới nội tâm là một cái không gian vô tận mà chúng ta có thể thỏa sức khám phá và sáng tạo 14 triết gia trong lên tàu cùng Socrates sẽ là những người bạn lớn tuổi vô cùng quý giá đáng trân trọng để mà giúp chúng ta thực hiện cái chuyến tàu của nội tâm là nơi mà chúng ta có thể trải nghiệm sự tự chủ tuyệt đối thấy được tầm quan trọng của bản thân và công nhận được chính những cái suy nghĩ của mình thay vì đi tìm kiếm những sự công nhận đến từ bên ngoài. Mình thấy được cái hay của triết học thông qua sự chậm rãi tiếp xúc với năm giác quan để mà suy xét, nghiền ngẫm về cuộc đời. Tốc độ và mối quan hệ của chúng ta với giác quan có thể giúp chúng ta hiểu thêm được những tầng sâu của những cái sự kiện thông thường ở trong cuộc sống. Càng sống chậm rãi, chú tâm, chúng ta càng có cơ hội để nhìn thấy được những cái sự thật kỳ diệu, kỳ lạ về con người, về xã hội, về thế giới mà chúng ta đang có may mắn được trải nghiệm. Một cuộc đời đáng sống là một cái quá trình của sự thấu suốt với những dòng chảy của suy nghĩ. Và như vậy chúng ta đã khép lại 15 bài học với 15 cuốn sách mà mình thấy hay nhất trong 6 tháng đầu năm. Wow, một cái video mà mình cũng khá là mệt để có thể <laughs> chia sẻ với các bạn vì nó nhiều thông tin quá. Bạn thấy thế nào với cái hình thức này? Có cảm thấy hào hứng hay là ngợp quá với những cái bài học mà mình chia sẻ không? Bình luận để mình biết với nha. Mình hy vọng là video này sẽ cho bạn một vài cảm hứng và một vài cái bài học thú vị để các bạn có thể tiếp tục cái hành trình với những cuốn sách. Với mình thì hình thức video này nó cũng mang lại cái sự hào hứng nhất định khi mình phải tóm tắt và cô động cả 15 cuốn sách này trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Vậy nên là bạn cũng nên tìm sách để đọc, rồi chiêm nghiệm và rút ra cho bạn những bài học phù hợp nha Chứ ngắn như thế này thì nó chỉ mang tính chất là có cảm hứng thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video review sách tiếp theo của Vui Lên. Bye bye!